Có phải bạn đang tìm nơi thiết kế logo nhận diện thương hiệu đẳng cấp thật sự? Bạn muốn thương hiệu của mình phải chuyên nghiệp, đẹp mắt, sang trọng và dành riêng cho bạn. Mebo có những thứ bạn cần và thứ mà đối thủ của bạn khao khát. Chúng tôi khác biệt. Với ekip sáng tạo phân tích kỹ lưỡng giá trị thương hiệu của bạn, Mebo tự tin bạn sẽ hài lòng. Gọi cho Mebo ngay 0909-242-986 tư vấn thương hiệu miễn phí. Đã kinh doanh là phải nhanh và chính xác. Stephen Cohen, ông vua giao dịch chứng khoán ngắn hạn. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Stephen Cohen được phố Wall kính nể bởi những thành tích vô tiền khoáng hậu mà ít chuyên gia quản lý tiền đạt được. Các chuyên gia thừa nhận giàu kinh nghiệm trên phố Wall nói ông là người giỏi nhất, là một trong những nhà quản lý quỹ phòng hộ thành công nhất của thế kỷ 21. Đam mê thị trường chứng khoán. Stephen Cohen sinh ngày 11 tháng 6 năm 1956 cho một gia đình Do Thái tại Great Neck, New York, Mỹ. Năm 2016, với tổng tài sản 13 tỷ đô la Mỹ, Stephen Cohen được tờ Forbes Magazine xếp vào danh sách 30 người giàu có nhất đất nước Mỹ. Cohen còn được mệnh danh là ông vua quỹ phòng hộ vào năm 2006. Tính đến tháng 4 2019, tổng tài sản của Stephen Cohen ước tính là 12,8 tỷ đô la Mỹ. Thành tích quản lý quỹ của Stephen Cohen đã đạt được thông qua quản lý quỹ SAC và sau này là quỹ 72 Point Management. Thành công lớn nhất của SAC Capital là thể hiện qua tài năng giao dịch, lợi nhuận và trình độ quản lý quỹ. Vì thế, Stephen Cohen không khó để kêu gọi vốn đầu tư ngay cả đối với các nhà đầu tư khó tính. Quỹ đầu tư phòng hộ SAC Capital được thành lập từ năm 1992 với số vốn ban đầu ước tính là 10 triệu đô la Mỹ vốn riêng và 10 triệu đô la Mỹ kêu gọi tham gia đầu tư bên ngoài. Với khả năng giao dịch và quản lý tiền siêu việt, Stephen Cohen đã biến LAC Capital thành quỹ phòng hộ nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành công với tài sản quản lý ước tính là 14 tỷ đô la Mỹ vào năm 2009. Rõ ràng bên cạnh niềm đam mê thị trường chứng khoán, khả năng nhạy bén trong việc cảm nhận về xu hướng thị trường đã mang lại cho ông nhiều thành tích trong lĩnh vực đầu cơ cổ phiếu. Từ năm 13 tuổi, Stephen Cohen rất thích xem các trang thể thao nhưng lại bị thu hút bởi các trang khác toàn các con số, những trang có liên quan đến giá cổ phiếu giao dịch trong ngày. Đây chính là khởi đầu của một chuyên gia quản lý quỹ phòng hộ tương lai. Ông cho rằng 40% biến động giá cổ phiếu do thị trường, 30% phụ thuộc vào ngành nghề và 30% do chính bản thân cổ phiếu đó. Nhận định này của ông về nguyên nhân ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu đã được các chuyên gia đánh giá cao. Đặc biệt, giao dịch ngắn hạn trên thị trường chứng khoán ẩn chứa nhiều rủi ro, rất ít người có thể đạt được thành công liên tiếp nhiều năm liền trong thời gian ngắn. Các giao dịch này là hoạt động đầu cơ cổ phiếu với chiến lược đòi hỏi các nhà giao dịch cổ phiếu sở hữu tố chất giá mạo hiểm, kinh nghiệm đầu cơ, khả năng đánh hơi cũng như linh cảm về thị trường. Stephen Cohen là người giỏi nhất đối với các hoạt động giao dịch ngắn hạn, một chuyên gia quản lý tiền hàng đầu đáng được ngưỡng mộ. Bên cạnh nhiều tên tuổi lừng danh như Warren Buffett, Peter Lynch, Seth Klarman, Paul Tudor Jones, tên tuổi Stephen Cohen gắn liền với thị trường chứng khoán còn được thể hiện trong một tác phẩm nổi tiếng bán khống của nhà báo Mike Levis thông qua bộ phim The Big Short năm 2005. 7 năm quản lý tiền với tư cách quản lý quỹ LAC Capital, Cohen đạt lợi nhuận trung bình trên 45% trên năm, chỉ 3 tháng thua lỗ trong toàn bộ thời kỳ, giai đoạn thua lỗ nhiều nhất cũng chỉ có 2%. Những bài học kinh nghiệm. Theo Stephen Cohen, bước quan trọng nhất trước khi tham gia thị trường chứng khoán là cần xác định rõ chiến lược giao dịch ngay từ đầu. Theo đó, dù nhà đầu tư đang theo đuổi chiến lược đầu cơ ngắn hạn hay đầu tư tăng trưởng hoặc đầu tư giá trị thì cũng phải tuân thủ phương pháp chiến lược cụ thể ngay giai đoạn đầu. Nếu nhà đầu tư theo đuổi phương pháp đầu tư giá trị đó phải chọn lọc kỹ lưỡng các cổ phiếu thị giá thấp hơn nhiều so với giá trị nội tại. Chiến lược mua vào kèm thời gian nắm giữ với tầm nhìn dài là thử thách sự kiên nhẫn vượt trội từ phía nhà đầu tư giá trị. Tuy nhiên, nếu theo đuổi chiến lược giao dịch với tần suất cao có nghĩa là đang đầu cơ cổ phiếu vào lướt sóng ngắn hạn, nhà đầu tư phải tuân thủ kỷ luật xác định rõ điểm mua, điểm bán và thời gian nắm giữ ngắn hạn. Nếu sai, có thể sửa chữa nhanh và kiên quyết cắt lỗ. Điều quan trọng là nhà đầu tư phải biết mình là ai và đừng cố gắng trở thành người khác. Về việc nhiều nhà đầu tư thường đánh giá sai lầm về các cổ phiếu tăng giảm, Cohen cho rằng nhận thức của thị trường và tâm lý nhà đầu tư là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến biến động thị trường chứng khoán trong ngắn hạn, kể cả trong trung và dài hạn. Bên cạnh những yếu tố kinh tế vĩ mô, tỷ giá, lạm phát, yếu tố tâm lý nhà đầu tư ảnh hưởng lớn đến biến động thị trường trong ngắn hạn. Vì thế, kinh nghiệm tuyển người của Stephen Cohen là tìm kiếm những người không ngại chấp nhận rủi ro. Câu hỏi ông luôn đặt ra với những người mới là: hãy nói cho tôi biết một vài điều mạo hiểm nhất mà bạn đã từng làm trong đời mình. Cohen tin rằng một nhà giao dịch thành công là người đầy tự tin, sẵn sàng lao ra thị trường và chấp nhận rủi ro. Stephen Cohen đặc biệt nhấn mạnh trên thị trường chứng khoán không chỉ có phương pháp duy nhất mà tồn tại nhiều chiến lược giao dịch.
hệ thống tư duy cũng như phương pháp mang lại thành công cho nhà đầu tư. Kinh nghiệm của những nhà quản lý quỹ xuất sắc như Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch hay Seth Klarman đều mang những phương pháp khác nhau, từ đó mang lại những thành công to lớn không chỉ cho quỹ, nhà đầu tư mà cho chính cá nhân họ. Lê Đức Khánh, saigondautu.com.vn, Đầu Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itv.com để biết thêm chi tiết.